Sala xin gửi lời chào, kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý khán giả trong nước và ngoài nước, quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đang theo dõi kênh YouTube Sala TV. Hôm nay Sala đang có mặt ở trên một con đường của quận 12 Sài Gòn, đó chính là đường Lê Văn Khương. Con đường này Sala sẽ đưa tất cả mọi người đến với phường Hiệp Thành của quận 12. Nơi đây trước năm 1975 là nơi của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng nơi đây để huấn luyện binh sĩ. Nhưng mà ngày nay nơi này đã trở thành một khu dân cư đông đúc, và tại đây có một ngôi tu viện đã được khánh thành đầu tháng 12 của năm 2020 này, đó chính là tu viện Vĩnh Nghiêm. Và đây cũng là một tu viện mà Sala nhận được rất là nhiều yêu cầu từ quý khán giả ở trên YouTube Sala TV, yêu cầu Sala đến đây để ghi hình và giới thiệu gửi đến cho cộng đồng mạng YouTube. Và ngay sau đây Sala xin mời tất cả mọi người hãy cùng với Sala đến với tu viện Vĩnh Nghiêm mọi người nha. Hiện tại Sala đang có mặt ở phía trước bãi giữ xe của tu viện Vĩnh Nghiêm. Bãi giữ xe này nằm cạnh nghĩa trang, đó là nghĩa trang Vĩnh Nghiêm. Và bãi giữ xe cách với cổng chính của tu viện Vĩnh Nghiêm là 200m. Nhưng mà Sala đi từ hướng đường Lê Văn Khương rồi vào trong đường HT31 đó, thì khi mà chúng ta đi vào á, chúng ta sẽ gặp được bãi giữ xe này trước, sau đó mình mới đi tới cổng chính của tu viện Vĩnh Nghiêm. Và bãi giữ xe này là bãi giữ xe của tu viện, cho nên là giữ xe hoàn toàn miễn phí. Và trước mắt các bạn đang quan sát, đây là một bãi giữ xe áp dụng công nghệ cao, quẹt thẻ, nhưng mà hoàn toàn miễn phí. Bãi giữ xe rất là rộng. Và con đường mà Sala đang đưa máy ghi hình cho các bạn xem là chúng ta giữ xe ở đây, sau đó mình sẽ đi bộ lại cổng của tu viện Vĩnh Nghiêm. Tại đây Sala đang đứng trước cổng tam quan của tu viện Vĩnh Nghiêm. Như các bạn đã thấy là một cổng tam quan nhìn rất là đồ sộ, rất trang nghiêm và uy nghi ngay từ khi chúng ta nhìn vào. Phía trên có tượng của Phật Di Lặc, bên trái đặt chống Bát Nhã, còn bên phải chính là nơi đặt Đại Hồng Chung. Tại cổng tam quan này, vào ngày 4 tháng 12, người dân của phường Hiệp Thành ở quận 12 đã chứng kiến một buổi lễ rất là long trọng, đó chính là các vị hòa thượng cao tăng của Sài Gòn đến đây để cử hành lễ thượng bản, kết giới, thỉnh tổ và nghinh sư an vị tại tu viện Vĩnh Nghiêm. Sala đã đi vào trong cổng tam quan của tu viện Vĩnh Nghiêm. Trước mắt các bạn đang nhìn thấy chính là ngôi Đại Hùng Bảo Điện của tu viện Vĩnh Nghiêm. Nhưng mà Sala sẽ không đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện ngay lúc này, mà Sala sẽ đưa mọi người đi lên phía trên của cổng tam quan. Tại vì Sala vào, Sala thấy là có ở hai bên đó có hai cầu thang, chúng ta có thể đi lên hai cầu thang đó, mình lên trên cổng tam quan để mình tham quan bái Phật Di Lặc. Sau đó Sala sẽ đưa các bạn đi tham quan các hạng mục công trình khác ở trong tu viện Vĩnh Nghiêm. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu một chuyến hành trình vào bái Phật, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngôi tu viện. Đối với Sala, đây là một ngôi tu viện thuộc hàng bậc nhất của Sài Gòn hiện nay. Hiện tại Sala đã đi lên tầng lầu của cổng tam quan của tu viện Vĩnh Nghiêm. Và đây chính là cổng ở bên trái hướng chúng ta nhìn từ trong ra ngoài. Ở trên tầng lầu này có đặt một đại hồng chung. Từ tầng lầu ở trên cổng tam quan đó, chúng ta có thể nhìn ra được
ở dưới đường HT31, tức là đường Hiệp Thành 31, và xa xa chính là đường Lê Văn Khương. Ở phía sau chính là khuôn viên và một ngôi Phật điện hùng vĩ hoành tráng của tu viện hiện ra trước mắt. Đứng tại đây, tất cả mọi người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh của tu viện Vĩnh Nghiêm. Đến đây Sala sẽ ghi hình khuôn viên cũng như là những hạng mục kiến trúc ở tu viện Vĩnh Nghiêm. Song song với việc này, Sala sẽ kể cho các bạn nghe về sự hình thành của ngôi tu viện. Về lịch sử hình thành của tu viện Vĩnh Nghiêm có liên quan đến hai vị hòa thượng, đó là hòa thượng Thích Tâm Giác và hòa thượng Thích Thanh Kiểm. Đây là hai vị hòa thượng, cũng là hai vị trụ trì đầu tiên của tu đình Vĩnh Nghiêm ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 đó. Mà trước đây Sala đã có dịp đến tu đình Vĩnh Nghiêm để ghi hình một video và đăng tải trên kênh YouTube của Sala TV, và nhận được rất là nhiều những lời bình luận, những lời khen ngợi cũng như là những lời góp ý của khán giả kênh YouTube Sala TV rất là nhiều. Trở lại lịch sử hình thành của tu viện Vĩnh Nghiêm. Vào năm 1951, Hòa thượng Thích Tâm Giác đã dùng hết số tiền tích góp của cuộc đời mình để mua tại đây một miếng đất rộng 120.000 m2. Với ý nguyện của Hòa thượng Thích Tâm Giác là dựng tại đây một ngôi Phật điện và tiếp tục xây dựng một tu viện để mà đào tạo các vị chư tăng, đào tạo các vị tăng tài cũng như là nơi tu học của tăng sĩ Việt Nam thời bấy giờ. Phần đất còn lại, Hòa thượng dành để làm nghĩa trang và đặt tên là Nghĩa trang Vĩnh Nghiêm, mà ngày nay chúng ta vẫn còn thấy Nghĩa trang Vĩnh Nghiêm vẫn còn đang tồn tại. Ý nguyện và ý định của Hòa thượng Thích Tâm Giác đã được lên kế hoạch. Thế nhưng, vào ngày 14 tháng 11 năm 1973, thì Hòa thượng đã viên tịch khi mà kế hoạch vẫn còn dang dở và ý nguyện vẫn chưa thành. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm tiếp nối đời trụ trì thứ hai của tu đình Vĩnh Nghiêm và cũng tiếp nối luôn công việc để xây dựng tu viện. Sau năm 1975, khi Hòa thượng Thích Tâm Giác mất, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã đến vùng đất này và dựng một cái lăng mộ cho Hòa thượng Thích Tâm Giác. Mà ngày nay khi mà chúng ta đi vào trong tu viện Vĩnh Nghiêm đó, ở mặt tiền đường Lê Văn Khương, mà cái góc ngã ba đường Lê Văn Khương với đường HT31 đó, chúng ta thấy có một cái cổng. Nơi đó là khu lăng mộ của Hòa thượng Thích Tâm Giác. Năm 1975 là chiến tranh ở Việt Nam diễn ra và đất nước vẫn còn rơi vào những cuộc chiến tiếp theo đó, cho nên là cái hoàn cảnh sống của người dân cũng như là hoàn cảnh sống của các vị chư tăng, các vị hòa thượng và các vị Phật tử thời đó rất là khó khăn. Tuy nhiên, Hòa thượng Thích Thanh Kiểm với một lòng muốn hoàn thành di nguyện của Hòa thượng Thích Tâm Giác đã dày công, và cuối cùng Ngài cũng đã bắt đầu công việc để xây dựng tu viện. Thế nhưng vào ngày 30 tháng 12 năm 2000 đó, thì Hòa thượng Thích Thanh Kiểm cũng đã viên tịch. Công cuộc xây dựng tu viện một lần nữa dừng lại. Đến đời trụ trì thứ ba của tu đình Vĩnh Nghiêm chính là Thượng tọa Thích Thanh Phong, đã cùng với Thượng tọa Thích Giác Dũng, hai vị thượng tọa tiếp tục thực hiện di nguyện của hai vị hòa thượng đã hóa cố, là sẽ xây dựng tại đây một ngôi tu viện theo như những gì mà Hòa thượng Thích Tâm Giác và Hòa thượng Thích Thanh Kiểm đã cố gắng gây dựng, nhưng mà do hai vị đã ra đi cho nên là không kịp hoàn thành. Và đến năm 2009 thì ngôi tu viện đã bắt đầu được khởi công xây dựng. Sau 11 năm gồng gã, cuối cùng đến năm 2020 này, ngôi tu viện đã được hoàn thành và lễ khánh thành đã được diễn ra vào ngày 4 tháng 12 năm 2020.
mảnh đất 120.000 mét vuông mà ngày xưa Hòa Thượng Thích Tâm Giác đã mua để xây dựng tu viện và lập nghĩa trang đó, thì nó đã trải qua một cái giai đoạn lịch sử có nhiều câu chuyện diễn ra tại mảnh đất này. Và theo lời kể của Thượng Tọa Thích Nhất Dũng đó, thì sau năm 1975, phần đất mà nằm trong 120.000 mét vuông đó được lấy để thành lập hợp tác xã nông nghiệp, làm trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường trung học phổ thông Võ Trường Toản, phòng giáo dục của quận 12. Và lúc này chỉ còn để lại cho tổ đình Vĩnh Nghiêm 20.000 mét vuông. Trong đó thì có 4.000 mét vuông là tổ đình Vĩnh Nghiêm đã dùng để làm đất để canh tác rau màu hoa lợi đó, để làm thức ăn cũng như là đem đi bán để lấy tiền để mua nhang đèn cúng Phật. Còn lại 16.000 mét vuông là chia đều cho 16 nhân khẩu của chùa Vĩnh Nghiêm. Nhưng mà hiện nay khi mà cái phần đất mà chính thức để xây dựng tu viện Vĩnh Nghiêm là còn đúng 17.000 mét vuông, là bởi vì người ta mở đường, cho nên là 20.000 ngày xưa thì bây giờ chỉ còn lại 17.000 mà thôi. Nhắc đến vùng đất này thì Thượng Tọa Thích Chất Dũng đã có một câu chuyện kể về Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Lúc mà cái giai đoạn mà Hòa Thượng Thích Tâm Giác đã viên tịch là 2 năm sau, là vào năm 1975. Lúc đó là cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra, và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chiến tranh đã dừng. Nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn lúc đó rất là dữ dội. Hầu như người dân cũng như là các vị chư tăng, hòa thượng lúc bấy giờ là chỉ có ăn bo bo, ăn rau, ăn khoai, lót dạ để sống qua ngày mà thôi. Thì ở tổ đình Vĩnh Nghiêm, để mà có được cái phần lương thực để mà cho các vị chư tăng, các vị hòa thượng sống qua ngày đó, thì mỗi buổi sáng là Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm đã cùng với các vị đệ tử của mình đi xe đạp từ ở dưới tổ đình Vĩnh Nghiêm đó, là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 đó, là chạy xe đạp lên tận ở trên khu đất của tu viện Vĩnh Nghiêm ngày hôm nay nè. Lên đây là Hòa Thượng đã cùng với các vị đệ tử của mình cuốc từng cái mảnh đất, trồng từng cái luống rau, trồng từng luống khoai mì, khoai lang, để mà làm cái nguồn lương thực cung cấp cho tổ đình Vĩnh Nghiêm, cũng như là đem đi bán để kiếm tiền sống qua ngày. Con đường Lê Văn Khương của những năm 1975 là một con đường đất khá là nhỏ. Và con đường đất này thì ổ gà cho đến ổ voi rất là nhiều. Cho nên là các vị hòa thượng và các vị đệ tử ngày xưa đã rất là gian nan, rất là khó khăn khi mà chạy những chiếc xe đạp mà vượt qua những cái ổ gà, ổ voi này thì cũng là một điều rất là vất vả. Có một câu chuyện mà Thượng Tọa Thích Chất Dũng đã kể lại. Câu chuyện thì chúng ta nghe qua có vẻ là một câu chuyện vui, một câu chuyện hài hước. Nhưng mà khi mà suy ngẫm kỹ thì đây là một câu chuyện nó có một cái sự
bi hài. Nó vừa hài nhưng nó cũng là một cái bi kịch. Hay nói cách khác hơn là nó nói lên cái sự gian khó, và chúng ta cảm thấy một cái điều cảm thương rất là sâu sắc đối với Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Những năm tháng mà Ngài đã cố gắng gìn giữ mảnh đất mà Hòa Thượng Thích Tâm Giác đã mua và cố gắng hoàn thành tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Tâm Giác. Câu chuyện là như thế này. Cái lúc mà Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm cùng với các vị đệ tử đi xe đạp lên trên con đường Lê Văn Khương ngày nay nè, để canh tác, để cuốc đất, trồng rau, trồng khoai mì, khoai lang đó, thì từ sáng sớm thì Hòa Thượng và các vị đệ tử đã đi lên đây cả ngày trời ở trên này, đến chiều tối mới trở về. Thì lúc này, như các bạn đã biết rồi, những năm rất là khó khăn, cho nên là thức ăn, thức uống cũng đã khan hiếm, ăn uống thì cũng không đầy đủ. Và làm việc thì cả ngày, công việc là cuốc đất nữa, cho nên rất là mệt mỏi. Buổi tối lại thì Hòa Thượng được các vị đệ tử là để ở sau xe đạp đó, rồi đạp trở về với tổ đình Vĩnh Nghiêm. Thì một ngày nọ, có một vị đệ tử đã chở Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm trên con đường Lê Văn Khương này. Mà con đường ngày xưa thì là đường đất, cho nên là ổ gà ổ voi nhiều lắm, trời tối nữa, cho nên là không có thấy đường. Thì lúc mà vị đệ tử này chạy á, thì vừa chạy thì vừa chở Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, thì hai thầy trò vừa trò chuyện, nói chuyện cho nhau nghe. Nhưng mà vị đệ tử chạy một hồi thì cảm thấy chiếc xe đạp nó nhẹ quá, rồi cứ nói chuyện với Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm nhưng mà Ngài không có trả lời. Vị đệ tử này quay ra đằng sau thì hỏi: ôi, thầy của mình mất tiêu, không thấy thầy đâu. Vị đệ tử hoảng hốt, cho nên là đã vòng xe quay lại, quay lại cả cây số luôn, thì lúc này mới thấy Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm nằm bẹp ở dưới đất. Có nghĩa là trong lúc mà Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm ngồi sau để đệ tử của mình chở đó, thì đi ngang những cái ổ gà ổ voi và nó tưng xe lắm, nó tưng rồi sau đó là gớt Hòa Thượng xuống đất. Nhưng mà Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm vì mệt mỏi cả ngày, cuốc đất cả ngày, cho nên không còn sức để mà kêu đệ tử của mình. Trong một cái đêm thanh vắng như vậy mà Hòa Thượng cũng không có sức khỏe để kêu, cho nên là đành chấp nhận số phận nằm lại ở trên đường, đi cũng không nổi nữa, tại vì té xuống xe nó đau quá. Nói đến đây thì dường như là chúng ta nghe một câu chuyện nó khá là vui, nhưng mà cái việc này nó không có vui tí nào khi mà chúng ta hình dung lại những năm của 1975 và những năm sau đó, khi mà đất nước vừa mới chấm dứt chiến tranh, thì đời sống của toàn thể đồng bào, của toàn thể người dân lúc bây giờ quả nhiên rất khó khăn. Và các vị chư tăng, các vị hòa thượng cũng như là những vị tu sĩ thời lúc đó cũng rơi vào những cái thảm kịch như vậy. Cho nên Hòa Thượng Thích Giác Dũng khi mà kể lại câu chuyện này, và những vị đệ tử của năm nào đã cùng với thầy Thích Thanh Kiểm đi cuốc đất trồng rau, nhắc lại câu chuyện thì vừa cười, nhưng mà trên ánh mắt mỗi người đượm những nỗi buồn rất là sâu lắng. Và đâu đó cũng cay cay những giọt lệ rơi xuống, những giọt lệ để cảm nhớ đến một vị hòa thượng, một vị sư tổ và một vị thầy của mình đã có một khoảng thời gian đầy khó khăn, nhưng mà đã cố gắng rất nhiều để thực hiện tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Tâm Giác là để bảo vệ mảnh đất, giữ gìn mảnh đất
bằng cái công việc đó là canh tác và trồng rau, trồng khoai. Vừa để bảo vệ đất, cũng là vừa để kiếm được miếng ăn để vượt qua những khó khăn, gian nan thời đầu khi mà đất nước Việt Nam vừa mới kết thúc chiến tranh. Đó cũng là một trong những câu chuyện mà Sala muốn kể trong video ghi hình về tu viện Vĩnh Nghiêm của ngày hôm nay. Nhắc lại để cho tất cả mọi người chúng ta thấy được những hoàn cảnh vô cùng khó khăn mà các vị hòa thượng, các vị thượng tọa cũng như là chư tăng tu sĩ tại Tô Đình Vĩnh Nghiêm đã ra sức gìn giữ và xây dựng nên một tu viện Vĩnh Nghiêm khang trang, lộng lẫy như ngày hôm nay. Đối với chúng ta, khi chúng ta đến tham quan, chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy sự trang nghiêm, thấy sự uy nghi lộng lẫy. Nhưng mà phần nào, tất cả mọi người cũng nhìn lại những câu chuyện của những buổi đầu gian nan này. Từ đó chúng ta thấy cảm thương, chúng ta biết ơn và tưởng niệm, tưởng nhớ lại những vị hòa thượng đã hóa cố tại tu viện Vĩnh Nghiêm này. Trong lúc Sala kể những câu chuyện về lịch sử hình thành của tu viện Vĩnh Nghiêm thì Sala cũng đã đưa những hình ảnh mà Sala thâu được ở ngoài khuôn viên cùng với những hạng mục kiến trúc của tu viện Vĩnh Nghiêm để gửi đến cho tất cả mọi người. Còn hiện tại là Sala đang đứng trước Phật điện của tu viện Vĩnh Nghiêm. Khi mà đến Phật điện của tu viện Vĩnh Nghiêm, Sala thấy một cái biển ở bên ngoài tu viện không cho phép chúng ta mang nhang vào ở bên trong để mà thắp và không cho quay phim chụp hình ở bên trong Phật điện. Và đây là những hình ảnh mà Sala đã ghi hình gọi là lén lút đó. Tại vì ở bên trong Phật điện có một vị tu sĩ ở trong đó đang đứng canh ở trong đấy, và Sala phải len lén và cầm máy quay những cái hình ảnh một cách nhanh nhất, một cách chớp nhoáng nhất, làm sao để cho không bị phát hiện, là để gửi đến cho tất cả mọi người. Làm cái điều này là Sala làm trái với lại quy định của tu viện. Nhưng mà bởi vì tu viện vừa mới xây dựng xong, có khi có những khán giả ở những nước khác trên thế giới hoặc là những khán giả ở các tỉnh khác không có cơ hội để về lại Sài Gòn để ghé thăm tu viện, thì có thể đây là những hình ảnh mà những vị khán giả, những vị Phật tử và những người dân ở khắp nơi trên thế giới mến mộ Phật Pháp, thì nghe tin tu viện vừa mới hình thành thì có thể xem đỡ những hình ảnh như thế này. Đó là tâm nguyện mà Sala muốn ghi lại. Sala làm trái đi quy định của tu viện và để đáp ứng được cái điều mong mỏi của quý khán giả ở khắp nơi trên thế giới, cho nên là Sala đã mạo muội ghi lại những hình ảnh này. Quy định cấm quay phim chụp ảnh ở trong chánh điện, nhất là những chánh điện ở những ngôi chùa được khánh thành sau này ở tại Việt Nam, thì thường là người ta treo bảng ở bên ngoài là cấm chúng ta quay phim chụp ảnh khi chúng ta bước vào trong chánh điện. Thì vấn đề này mà khi mà Sala có tham khảo một
vài vị chư tăng cũng như là những hòa thượng. Thì người ta nói rằng cái chuyện mà cấm chụp ảnh ở trong chánh điện đó là một cái chuyện tâm linh. Là các bạn đã biết là chùa là một nơi từ bi hỷ xã, một nơi mà có Phật Pháp, có Bồ Tát, có thần linh, có các vị thánh mẫu ở nơi đấy, ngự trị ở nơi đó. Nhưng cũng là một nơi dựa dẫm của những vong hồn, mà nhất là những vong hồn chích oan, chích khiên, hoặc là những vong hồn không có nơi nương tựa, thậm chí là những vong hồn mà khi họ chết, họ quấy phá người thân của họ nhiều quá, đó là những vong dữ đó, thì người ta đã mang vào trong chùa để cho những vong dữ đó nghe kinh và đối diện với các vị Bồ Tát, các vị Phật. Hằng ngày như vậy thì những vong dữ đó sẽ không tác quai tác quái được. Nhưng mà khi mà chúng ta bước vào trong chánh điện đó, chúng ta vô tình chúng ta cầm máy chụp ảnh, máy quay phim, thậm chí là điện thoại thông minh, smartphone đó, chúng ta đưa lên và mình chụp những bức ảnh ở trong chánh điện, chụp những pho tượng ở trong đó, thì vô tình những cái vong dữ đó lọt vào trong ảnh của chúng ta, lọt vào trong ảnh xong rồi theo chúng ta về tới tận nhà luôn. Thì khi về nhà không có Phật Pháp hay là kinh kệ thì lúc đó là những vong dữ này sẽ theo bám, sau đó là sẽ quấy gầy, phá đi cái cuộc sống của mình. Đó là cái sự tâm linh khi mà nhà chùa muốn nhắc nhở mọi người vào trong chánh điện đừng nên quay phim và chụp ảnh các bức tượng ở trong chánh điện là như vậy. Nhưng mà theo Sala thì ở thời đại công nghệ này, tức là chúng ta bước sang năm 2021 và những năm sau này, thì như các bạn đã biết thì thời đại này đã bắt đầu thời đại của công nghệ 5.0. Thời đại công nghệ 5.0 phát triển thì mạng xã hội theo đó cũng rất là phát triển. Trong những năm tới, có khi là không phải là mạng YouTube của Google hay là có những mạng xã hội khác họ bùng lên, họ phát triển, thì mạng xã hội phát triển là dựa vào hình ảnh và video. Như các bạn đã biết rồi, giống như TikTok bây giờ chúng ta chơi vậy đó, thì thường là dựa vào video với lại hình ảnh là nó sẽ phát triển. Cho nên mà khi và có một số người tâm niệm họ không có được tốt, hoặc ý niệm của họ là thực hiện những cái mưu đồ hay là những cái ý định xấu nhằm để bôi nhọ chẳng hạn, thì khi họ vào trong chánh điện, nhiều khi là họ chụp ảnh những pho tượng Phật hay là họ chụp ảnh những cách bài trí bàn thờ ở trong chánh điện, họ mang ra, họ không phải là ý định để mà chiêm ngưỡng hay là để giới thiệu về Phật Pháp, mà họ dùng những hình ảnh đó họ đăng lên trên mạng xã hội, họ có ý đồ họ bôi nhọ, thì vấn đề đó là một vấn đề rất là không được tốt đẹp. Cho nên là cái chuyện mà cấm quay phim chụp ảnh ở chánh điện thì đối với Sala thì Sala thấy là một điều đúng, nhưng mà nó cũng có một phần thiệt thòi. Đó, thiệt thòi nhất là đối với Sala, tại vì Sala đi vào chùa, Sala muốn vào chánh điện để ghi hình dữ lắm. Tại vì ghi hình trong chánh điện thì khán giả của Sala họ mới thực sự là khái quát, họ mới chiêm ngưỡng, họ mới chiêm bái được toàn bộ ngôi chùa. Nhưng mà bản thân Sala thì không vào chùa để xin phép, đó là mình dùng máy quay, mình quay lén. Sala là chuyên gia là đi quay lén chứ không có xin. Bởi vì Sala đi ghi hình chùa thì nghĩ là nhân duyên đến đâu thì mình làm đến đó. Mình có duyên với lại cửa Phật, có duyên với lại ngôi chùa đó, thì khi vào Sala sẽ quỳ bái trước những tượng Phật, những tượng Bồ Tát đó. Sala cầu xin là nếu như cho Sala ghi hình được toàn bộ khuôn viên cũng như là trong chánh điện của ngôi chùa này, thì các vị Phật, các vị Bồ Tát hãy phù hộ cho Sala ghi hình được thoải mái, được trọn vẹn và không bị cấm cản. Thank you.
Hôm nay Sala đến với tu viện Vĩnh Nghiêm là để giới thiệu cho các bạn chủ yếu là về lịch sử hình thành của tu viện Vĩnh Nghiêm và ghi hình một cách khái quát toàn bộ tu viện để gửi đến những hình ảnh mới nhất, những hình ảnh mà sau khi tu viện đã được khánh thành vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 và cũng là để đáp ứng yêu cầu của quý khán giả ở trên kênh YouTube Sala TV đã gửi yêu cầu rất nhiều đến với Sala để ghi hình về hình ảnh của tu viện Vĩnh Nghiêm. Đó là những khán giả họ ở các tỉnh thành của Việt Nam, ở các nước khác ở trên thế giới, bà con Việt Kiều đó, và những người mến mộ Phật Pháp cũng như là quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, họ chưa có dịp về lại tu viện Vĩnh Nghiêm để mà họ chiêm ngưỡng, chiêm bái ngôi tu viện thuộc hạng đẹp nhất cũng như là thuộc hạng bậc nhất của Sài Gòn hiện nay. Thì thông qua những hình ảnh mà Sala gửi đến hôm nay, Sala mong gửi đến những hình ảnh chân thực, đẹp nhất nhằm để thỏa mãn được những nhu cầu mà quý khán giả ở trên kênh YouTube Sala TV đã gửi gắm cho Sala trong thời gian vừa qua. Đến đây thì Sala xin dừng lại video ghi hình về tu viện Vĩnh Nghiêm và kính chúc cho tất cả mọi người, kính chúc cho tất cả quý Phật tử cũng như là bà con Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới khi mà xem video của Sala ghi hình về tu viện Vĩnh Nghiêm cũng như là Sala kể lại một số câu chuyện trong quá trình hình thành nên tu viện liên quan đến hai vị chủ trì đầu tiên của tu đình Vĩnh Nghiêm là Hòa Thượng Thích Tâm Giác, Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm cũng như là vị chủ trì hiện tại của tu đình Vĩnh Nghiêm là Thượng Tọa Thích Thanh Phong và vị chủ trì của tu viện Vĩnh Nghiêm là Thượng Tọa Thích Giác Dũng. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành những thời gian quý báu, những phút quý giá của cuộc đời theo dõi và xem video của Sala TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một video tiếp theo, video Sala đến với tu viện Vĩnh Nghiêm, ghi hình cận cảnh và rõ nét nhất. Lúc đó Sala sẽ giới thiệu chi tiết hơn về kiến trúc cũng như là cách bài trí những tượng Phật, những tượng Bồ Tát, những tượng thánh mẫu đã được bài trí và tôn thờ tại tu viện Vĩnh Nghiêm. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả.